Ôi, xin chào các em. Chúng ta quay lại với bài số 9, like hai hay nhiều gặp tính trạng của Mendel. Đã có phần tóm tắt lý thuyết. Mendel tiến hành thí nghiệm ở đậu Hà Lan. Xuất phát từ thế hệ B thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. Hạt vàng, vỏ hạt trơn, lai với hạt xanh, vỏ hạt nhăn. F1 đồng loạt kiểu hình hạt vàng trơn. Khi cho F1 từ thụ phấn ở đời F2 bằng toán xác suất, Mendel nhận thấy tỷ lệ kiểu hình hạt vàng vỏ trơn chiếm 9/16, hạt xanh vỏ trơn chiếm 3/16, hạt vàng vỏ nhăn chiếm 3/16 và hạt xanh vỏ nhăn chiếm 1/16. Để giải thích thí nghiệm của mình, Mendel tiến hành xét riêng từng tính trạng. Tính trạng màu sắc của hạt, tỷ lệ kiểu hình ở đời F2 là 3 hạt vàng, 1 hạt xanh. Tính trạng hình dạng của hạt ở đời F2, tỷ lệ kiểu hình là 3 hạt trơn, 1 hạt nhăn. Như vậy, mỗi tính trạng đều do một cặp gen quy định tương theo quy luật phân tính mà chúng ta đã học ở bài số 8. Qua đó, Mendel xác định tính trạng hạt vàng vỏ trơn là trội hoàn toàn so với hạt xanh vỏ nhăn. Tiếp theo, Mendel xét chung hai cặp tính trạng. Tỷ lệ kiểu hình ở đời F2 là 9331. Nó bằng tỷ lệ 3 vàng 1 xanh nhân với lại 3 trơn 1 nhăn. Tỷ lệ chung hai tính trạng ở F2 bằng tích các tỷ lệ từng cặp tính trạng hợp thành. Điều đó, Mendel kết luận hai cặp tính trạng phân ly độc lập với nhau. Và như vậy ta thấy rằng Mendel đã xét riêng từng tính trạng, nhờ đó xác định được tính trội, tính lặng cho từng tính trạng một. Khi xét chung hai tính trạng với nhau, tỷ lệ kiểu hình chung hai tính trạng bằng tích số của từng tính trạng hợp thành. Đó là điều kiện để Mendel dẫn đến kết luận các cặp tính trạng phân ly độc lập. Và đây cũng là cách thức để chúng ta giải bài toán lai hai hay nhiều cặp tính trạng. Về nội dung của quy luật, giống như trong sách giáo khoa, cơ sở tế bào học, các gen quy định các tính trạng nằm trên cặp nhiệm thể tương đồng khác nhau. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do có cặp nhiệm thể tương đồng trong quá trình phát sinh giao tử sẽ dẫn đến sự phân ly và tổ hợp tự do của các cặp allele. Trong quá trình thụ tinh, các diệu tử kết hợp ngẫu nhiên làm xuất hiện nhiều tổ hợp gen khác nhau, dẫn đến sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình trong sinh giới. Ý nghĩa: khi biết các gen quy định các tính trạng phân ly độc lập, thì ta có thể dự đoán được kết quả phân ly kiểu hình ở đời con. Khi các cặp allele phân ly độc lập qua sinh sản thụ tính sẽ tạo ra một số lượng lớn biến dị tổ hợp, tạo ra sự đa dạng và phong phú ở sinh giới. Các công thức tổng quát: nếu như ở bài 8 chúng ta có 6 công thức lai, thì đối với dạng lai hai hay nhiều cặp tính trạng, chúng ta chú ý cơ thể F1 có một cặp gen dị hợp thì số loại giao tử tạo thành sẽ là 2. Số loại kiểu gen ở đời F2 khi cho F1 tự thụ sẽ là 3. Khi cho F1 tự thụ, số loại kiểu hình ở F2 sẽ là 2 và tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F2 là 3:1. Nếu số cặp dị hợp ở F1 là 2 thì số loại giao tử
sẽ là 4, tức là 2 mũ 2. Số loại kiểu gen bây giờ sẽ là 9, tức là 3 mũ 2. Rồi tiếp, số loại kiểu hình ở F2 sẽ là 4, tức là 2 mũ 2. Và tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F2 là 9, 3, 3, 1. Nó sẽ là 3, 1 bình phương. Vậy nếu ba cặp gen dị hợp thì ta thấy tỷ lệ tương ứng sẽ là mũ 3 lên và tổng quát. Nếu một cơ thể dị hợp N cặp gen, số loại giao tử hình thành sẽ là 2 mũ N. Khi cho các cơ thể này tự thụ với nhau, thì số loại kiểu gen ở F2 sẽ là 3 mũ N. Số loại kiểu hình ở F2 sẽ là 2 mũ N. Và tỷ lệ chung sẽ là 3, 1 mũ N. Và chúng ta đừng quên, khi các gen phân ly độc lập, thì tỷ lệ chung sẽ bằng tích các tỷ lệ từng tính trạng hợp thành. Về điều kiện nghiệm đúng thì chúng ta có thể theo dõi trong sách giáo khoa, và các câu hỏi bên dưới cũng sẽ giải đáp được điều này. Các bước giải một bài toán lai hai cặp tính trạng thì chúng ta sẽ gồm có hai bước, giống như Mendel đã thực hiện trong thí nghiệm của mình. Bước 1, xác định sự di truyền từng tính trạng riêng lẻ. Qua đó, chúng ta xác định được tính trội, tính lành. Chúng ta quy ước gen. Dựa vào kiểu hình, chúng ta xác định được kiểu gen của bố mẹ cho từng tính trạng một. Bước 2, xác định sự di truyền chung các tính trạng nhằm xác định chính xác quy luật di truyền chi phối bài toán. Để từ đó chúng ta xác định chính xác kiểu gen của bố mẹ. Và cuối cùng là viết sơ đồ lai. Như vậy, bài toán lai hai tính thì ta tách riêng từng tính trạng. Và khi ta tách riêng từng tính trạng thì ta sẽ đạt được 3 mục đích. 1. Xác định được tính trội lặng. Để từ đó chúng ta quy ước gen. Và cuối cùng dựa vào kiểu hình để xác định kiểu gen của bố mẹ cho từng tính trạng. Xét chung hai tính trạng để xác định chính xác quy luật di truyền chi phối bài toán. Nếu tỷ lệ chung là tích các tỷ lệ hợp thành thì các gen phân ly độc lập. Từ đó ta xác định chính xác kiểu gen của bố mẹ rồi viết sơ đồ lại. Đây là trình tự để chúng ta giải một bài toán lai hai tính. Như vậy, thầy đã tóm tắt xong phần lý thuyết của bài số 9, lai hai hay nhiều cặp tính trạng theo Mendel. Tiếp theo đây là phần trả lời câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. Câu số 1, nêu các điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân ly độc lập của Mendel. Quy luật phân ly độc lập của Mendel cần các điều kiện nghiệm đúng như sau. Điều kiện số 1, bố mẹ phải thuần chủng. 2, số lượng con lai phải lớn. 3, alen trội phải trội hoàn toàn. Và 4, mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể khác nhau và quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Thông qua bài số 8 và bài số 9, ta thấy rằng trong các thí nghiệm của mình, Mendel đều chọn các cặp bố mẹ thuần chủng. Mendel sử dụng toán xác suất thống kê, do đó cần một lượng con lai lớn để đảm bảo tính chính xác của kết quả. Alen trội phải trội hoàn toàn thì mới phù hợp. Và điều đặc biệt cho quy luật phân ly độc lập là mỗi cặp gen phải nằm trên một cặp nhiễm thể khác nhau và quá trình giảm phân phải diễn ra bình thường.
Đó là câu số 1. Câu số 2. Nêu các điều kiện cần để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng sẽ thu được đời con có tỷ lệ phân ly kiểu hình sắp xỉ là 9-3-3-1. Vậy để đời con có tỷ lệ kiểu hình là 9-3-3-1 thì ta thấy rằng tỷ lệ 9-3-3-1 này sẽ là tích hai tỷ lệ 3-1 với nhau. Mở bài số 8 ta biết rồi. Để mỗi tính trạng đều phân ly với tỷ lệ sắp xỉ 3-1 ở đời con thì một alen trội phải trội hoàn toàn. Bố mẹ phải có kiểu gen dị hợp tử với tính trạng tương ứng. Và mỗi gen phải nằm trên một nhiễm sắc thể khác nhau. Vậy, với ba điều kiện trên thì khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng sẽ thu được đời con có tỷ lệ phân ly kiểu hình sắp xỉ 9-3-3-1. Đó là hướng dẫn giải cho câu số 2 trong sách giáo khoa của chúng ta. Rồi ta đi tiếp các bạn ha. Câu số 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai nhiễm thể tương đồng nếu chỉ dựa vào kết quả của các phép lai? Kết quả của các phép lai. Như vậy chúng ta sẽ xét riêng từng tính trạng để xác định tỷ lệ kiểu hình ở đời con. Sau đó chúng ta xét chung hai tính trạng lại với nhau. Đây là hai bước mà Mendel đã tiến hành trong thí nghiệm của mình và cũng chính là hai bước để giải bài toán lai hai cặp tính trạng. Khi xét chung hai tính trạng lại với nhau, nếu tỷ lệ kiểu hình chung bằng tích tỷ lệ kiểu hình hai tính trạng hợp thành thì gen quy định các tính trạng sẽ nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Nếu tỷ lệ kiểu hình chung không bằng tích tỷ lệ kiểu hình hai tính trạng hợp thành thì gen quy định các tính trạng không nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Như vậy, khi ta xét chung hai tính trạng thì chúng ta sẽ biết được là hai cặp gen này có phân ly độc lập hay không. Để từ đó chúng ta xác định chính xác kiểu gen của bố mẹ. Rồi đó là phần hướng dẫn giải cho câu số 3 trong sách giáo khoa. Rồi, chúng ta đi tiếp các bạn ha. Câu số 4. Giải thích tại sao không thể tìm thấy hai người có kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng. Ở bài số 8 trong phần hướng dẫn bài tập thầy đã nói các trường hợp sinh đôi cùng trứng sẽ giống nhau về giới tính, giống nhau về kiểu gen. Người ta nhận thấy rằng bộ nhiễm thể lưỡng bội của người 2N là 46. Do đó số biến dị hợp thành sẽ rất là lớn, sẽ là 2 mũ 23. Quá trình ngủ phối sẽ tạo ra nguồn biến dị tổ hợp vô cùng phong phú. Vì vậy, không thể tìm thấy hai người có kiểu hình giống hệt nhau trên trái đất ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng. Vì con số 2 mũ 23 này là một số lượng cực kỳ lớn.
Các giao tử tổ hợp ngẫu nhiên với nhau sẽ tạo ra vô số biến dị tổ hợp, nên không thể tìm thấy hai người có kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng. Rồi đó là nội dung của câu số 4. Rồi chúng ta đi tiếp các bạn nha. Câu số 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quy luật phân ly độc lập thực chất nói về lựa chọn A, sự phân ly độc lập của các tính trạng. Lựa chọn B, sự phân ly kiểu hình theo tỷ lệ 9-3-3-1. Lựa chọn C, sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh. Và lựa chọn D, sự phân ly độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. Như vậy, với phần bài giảng bên trên, các bạn có thể tìm được đáp án chính xác cho câu số 5 mà chúng ta suy nghĩ. Và như vậy đáp án chính xác sẽ là câu D các bạn nha. Sự phân ly độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. Và sự phân ly độc lập của các alen này là hệ quả của sự phân ly độc lập của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân. Các nhiễm thể trong quá trình giảm phân phân ly độc lập với nhau, dẫn đến các alen nằm trên nhiễm sắc thể cũng sẽ phân ly độc lập với nhau. Đó là nội dung của câu số 5. Như vậy trong bài số 9, ta nói về quy luật phân ly độc lập ở Mendel thông qua phép Planck 2 hay nhiều cặp tính trạng. Và trong thí nghiệm ở đời F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình. Trong đó có 2 loại kiểu hình giống với lại thế hệ P, đó là hạt vàng vỏ trơn và hạt xanh vỏ nhân. Có 2 loại kiểu hình khác với P. Nhưng sự khác biệt này là không phải xuất hiện một tính trạng mới hoàn toàn, mà sự khác biệt này chỉ là sự sắp xếp lại các tính trạng đã có ở đời P. Nếu ở đời P hạt vàng đi với trơn, thì ở đây hạt vàng lại đi với lại vỏ nhân. Nếu ở đời P hạt xanh đi với vỏ nhân, thì ở đời F2 hạt xanh lại kết hợp với vỏ trơn. Vậy hai kiểu hình này là sự sắp xếp lại các tính trạng đã có ở bố mẹ, nên được gọi là biến dị tổ hợp. Vậy biến dị tổ hợp là sự sắp xếp lại vật chất di truyền đã có ở bố mẹ thông qua quá trình giao phối. Hay nói cách khác, biến dị tổ hợp là sự sắp xếp lại các tính trạng đã có ở bố mẹ thông qua quá trình giao phối. Rồi đó là nội dung của bài số 9.
Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài tiếp theo, bài số 10. Xin cảm ơn.